cũng đang cố gắng móc sang bên cạnh bên này. Mọi thứ dường như là không thể các bạn. Để tay ông đang vít vào cái cành vào này. Nãy ông con chúng tôi đã có, tôi lên đến cái chỗ mà ông vừa vít dây kia rồi, nhưng mà không lên được nữa. Ra quần rồi. Ra quần thật đấy các bạn. Không thể lên được nữa, cái cành cây nó, cây nó cao, cây nó thẳng, cây nó là một cái cây thẳng. Các bạn nhìn này. Cây nó thẳng tắp nên là. Bây giờ cho nó vít nhá. Vứt xuống này, mình cuốn vào đây. Vứt xuống rồi, vứt xuống rồi. Rồi. Vứt xuống cho đội bên dưới vít mày, đứng bên này này dám ơi. Toang rồi các bạn. Vứt dây xuống để mày kéo nhá. Không khoái đấy. Vứt dây xuống để bên dưới tơi cái cây này về bên lại này, cạnh này. Ông con chúng tôi. Bên chỗ quang quang bên trên này này. Bên dưới thì vứt ăn này. Ok rồi, xuống rồi. Kéo hẳn lên trên cao đi. Kéo hẳn cao lên, quang lên. Chú kéo vào một cái cây khác ấy, rồi chú mới cuốn được nó lên. Cây vào không được. Cây vào không được. Kéo ra nữa đi. Không, ông sẽ phải thao tác lên cây này vì nãy tôi không thể qua được rồi. Đấy, cứ có cây bên trên ấy. Cuốn nó vào một vòng nữa. Cây vào đấy hơi yếu. Cây bên trên ấy. Rồi cứng vào mới được. Ép vào đây à? Ép thẳng vào chỗ ông con đây. Đây cái tổ nó đang quạt gió các bạn. Bây giờ không thể lấy được cái này. Dạ. Lửa còn đéo lên đâu đấy. Lửa bên dưới đồng rồi, lên rồi ông ơi. Lên một chút rồi. Cuốn thêm nữa đi. Đấy đấy, kéo tầm này cũng được rồi. Anh có khi phải hộ mới được thế. Sao? Không, kéo nó chỉ về thế thôi ông ơi. Buộc lại cái dây kia thì Thánh. Hả? Buộc cái dây chặt nãy lên của mình ấy. Dây chặt của mình á? Không, buộc cái dây này. À. Chú kéo nha, chú cứ kéo nha. Cố đợi một chút. Ca này nguy hiểm đấy. Ca này là chéo từ cây này sang cây kia. Đây cây chủ mà ông con chúng tôi ngồi là cái cây. Chú làm được cái ăn quay cho. Kèm với khói nữa nên là ông con chúng tôi, các bác nhìn thấy mồ hôi nhễ nhại. Tôi vừa nãy trèo thì theo cái thân thẳng của nó nên là lại phải tụt xuống tê tay quá các bạn. Chuột rút luôn ấy, vì cái thân nó trơn như cái sung ấy mà nó bé quá. Được rồi, ông cứ để đấy trên cái cành ấy, không rơi được đâu mà. Cái cục mật của tổ ong này khá đấy ông nhỉ. Khá mà. Nhưng mà chưa bưng thôi, chứ còn tổ cục mật dài đấy. Chưa bưng đâu. Bây giờ rút được thế nào? Cái đầu chỉ được được thế thôi ông ơi. Rút được cái đầu kia lên. Đầu dưới này á? Ừ. Đây từ từ để con xem nào. Cái dây còn trùng không? Dây này cũng không cần phải rút đâu ông ạ. Không nó, rút không ra lên được. Đó bởi vì nó chéo cái này rồi, hai cái chéo nhau là ok rồi. Ông cứ buộc vào là được rồi. Hai dây đai nhau. Bây giờ ra lấy đi là cái khó đi này. Lúc nãy mà lên nó nghiêng ra tận ngoài luôn. Ok rồi. Ta bác xem ông nhá. Ông này chặt tiếp. Ông cẩn thận cái cành nhá. Cành cây nhá. Chắc đúng rồi. Ông đang gạt hết cả cái con nhộng ra. Hắn tắt đá pin rồi. Đây. Khó ấy. Khó này. Khó này, làm tí nữa quê. Na hàn rõ. Chắc nha. Na hàn rõ. Tăng một cái dây kia nha. Tăng quan, tăng viết cái cung múc rút liệu. Na hàn rõ. Ôi cái túi của ông. Hai túi đó. Lồng nhau. Lồng nhau. Đi hơn. Lồng nhau hai túi kia, chỉ có mình hai túi kia thôi. Bắn cỏ thong ở đây kia đấy á, vậy là thôi lắm. Đấy cửa hồi đấy là đấy à, đéo mẹ nó. Ôi.
nóng to phết đấy. Nóng quá mọi người ạ. Vừa mới oánh cái tổ ống khoái xong. Quay còn cái quạt mồ hôi này. Quay cái quạt trong nhà. Nhĩ nhại hết. Nhưng các bác xem, cởi hết áo rồi. Đây. Có anh. 100.000 con muỗi giờ này cũng thế. Đây. Dạ. Đấy, để cháu Thanh ơi. Để cháu giặt cái áo cháu đã. Ướt hương muối này đỡ này. Ôi. Cái áo này nó ẩm ướt này, khó. Bạn bày hương muối xuống mày hết đấy. Ưu tiên cho bày xuống đấy. Ưu tiên à? Thế là bả nhau chứ không phải bả nhau đấy. Vắt quả áo này. Khô chưa? Không được đâu, tổ thì cứ may được cả. Ôi chết rồi. Sao? Ăn ngay con sâu gió màu áo ấy. Vắt xe này, ăn ngay con sâu. Không mặc nữa Thanh ạ. Đó. Không mặc nữa. Sâu ngứa. Sâu ngứa. Ăn ngay con sâu ngứa vào áo. Người đã vắt rồi là vắt vào là không ấy đâu. Bây giờ chú cháu tôi phải. Của nó không có lông nhựa. Bây giờ không được rồi. Bây giờ vò chú cháu vò rồi. Vò thì giờ chú cháu tôi. Ôi ông ơi từ từ. Giờ chú cháu tôi chuẩn bị bánh tống một các bạn. Đây. Bảo vệ sức khỏe đây. Long thể chứ. Bảo vệ long thể đây. Chú xử chặt lần đầu tiên, má đầu tiên. Đâu, dao đâu, không ngờ là chú từ từ, chú từ từ chú ơi. Chú từ từ. Đây. Nó đây các bạn, để tôi bịt cái lỗ vào đã. Quân bảo vệ đang ra đây. Cho hết ra, lần này thì không cần phải nữa rồi. Chặt gáy à? Chắc thì chặt gáy chú ạ. Ở trên đi nhá, tổ ở trên đây nhá. Trên này á? Chú gõ xem chỗ nào nông hơn. Đấy, có khi chỗ này đi. Đấy, chỗ đấy đi. Chỗ nào chú? Tổ này thì đang bị kiến trời tấn công các bạn. Kiến trời thì tấn công ong rất là ác. Chú cháu tôi quyết định mở vào bên này, bên góc sườn bên phía đối diện. Cây này cây nhừ các bạn nhá, cây nhừ này cứng lắm. Thì gỗ nó cũng khá là tốt, tuy nhiên thì nó hay bị vênh. Mà gỗ cứng cái lõi nó cứng lắm. Cây nào có lõi rất là cứng nhưng mà cây này lõi nó bị mục hết rồi. Bên trong mục hết rồi, nó vẫn là cái cây sống nhưng mà đằng trong bị mục nên là cái tổ ong nó mới chui vào đấy làm tổ. Cô dâu ngày cưới vừa về nhà chồng. Cô dâu vừa về nhà chồng. Nhưng mà đi gan không vào. Cô dâu vừa về nhà chồng. Mang cả cái màn vào làm. Thế nhìn nó mới đẹp trai. Đẹp trai chứ. Sắp đến rồi. Đấy chú đến lõi rồi đấy. Đến lõi rồi các bạn. Thấy có cái chấm đen đen kia là đến lõi rồi. Đấy có cái chấm đen kia là lõi rồi. Thủng đến nơi rồi. Thủng đấy nhỉ. Thủng phải tìm khói đấy. Ê, tóc giả. Đôi tóc giả. Đẹp mà. Mốt mới năm nay mà chú xử. Mốt mới năm nay. Đến này nhỉ. Thùng thì chặt lên bên trên đấy chú. Chặt lên bên trên đổ xuống đấy chứ. Con đi làm về đấy. Chú lượt trước, chú dám lượt sau mà chắc là không đến lượt cháu với ông rồi. Vừa treo cái kia tưng bừng luôn. Cái tổ này nó bị đánh nhá. Nó bị đánh là nó mới đi lại ít thôi. Cũng khá là lì đấy, cây này khá lâu đấy. Dao thì hôm nay thì chú cháu chúng tôi chỉ có mỗi con dao của chú Giám là ok nhất. Vì con dao của tôi trước đào ống đất thì đang mang đi làm lại tất cả mọi thứ rồi. Nên là không có ở nhà. Nên chặt nó con dao, những con dao này chặt sẽ hơi khó hơn một chút. Chú Sử muốn mở lên bên trên để rộng ra các bạn, tí tỉ việc thò tay vào lấy thôi. Còn cái việc đắp thì cũng rất là dễ ở khu vực này. Cởi áo cưới thôi. Cởi áo cưới về chặt hai tay. Bực.
Chú Sử nay khỏe nhỉ? Tăng 2. U đấy. Ủa, u à? Chú dám chặt quên tẹt tay phải à? Đấy, phải như dám này thế nào? Phát vào phân. Phát vào một phân. Phân ít thì 15 phân, 17 phân. Thế là không có à? Rút nó ra để nó ra. Đây. Các bạn phải rút nó ra để nó ra vào đây. Video này có lẽ làm đến đây đâu. Vì chặt đi nửa cây các bác. Chặt nửa cây rồi. Thôi, bỏ ra cho ong nó đi lại đây. Ôi, cái hốc đúng là bé tí thật ông ạ. Đây, ra có một con da bảo vệ luôn này. Tổ này bé này thì chứng tỏ bị kiến trời đánh ở phải đây này. Các bác, đây là quy luật rồi, quy luật sống ở đây này. Kiến trời nó đánh tổ này. Cảm giác thấy cái tổ này yếu là kiến trời nó đánh. Ông ơi, lấy cái đuốc để con đốt cái mấy cái con kiến trời này đi. Các đừng đánh cái tổ này nữa. Lấy cái lỗ nó vào đây. Uống nhiều nước về còn say cả nước rồi. Bún nôn đấy. Bà trên rừng mà không cởi áo này. Mới nhiều này, mới ở đâu. Mặc quần áo xuống thôi các bạn. Kệ con sâu gió này, phải mặc thôi. Bắt buộc rồi, ngứa thì chịu. Một cái áo thì vắt đây. Ngứa, cái này. Ngứa đã có thu ngứa. Này cho ông cái túi đựng điện thoại của ông. Chuẩn lắm. Túi bằng cái túi quần ông cắt ra. Thế còn cái điện thoại đâu? Điện thoại của ông á? Biết rồi. Ai biết được ông, để đâu? Ông ở đút ở trong cái túi bóng dưới. Thì vẫn ở túi bóng đấy. Trong túi bóng này. Cháu thì lên. Cháu lấy đây đi đựng. Túi của ông ấy mà. Đựng cái máy ảnh. Túi điện thoại ông vẫn ở đấy. Ở đâu? Ở đấy, vẫn ở chỗ cũ này. Ở trong túi kia chứ. Ừ. Cái kia nó đựng cái máy đi. Nó đấy à. Cứt, cái này của tao ấy. Điện thoại ông vẫn ở đấy, cháu chỉ lấy cái đấy đi đựng cái máy ảnh này thôi. Nãy rút xuống rút. Thấy vậy. Thôi.